Nhà đất Đi Hùng trên kênh YouTube bán nhà có Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook fanpage và website nhadatdihung.com. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em tiếp tục gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà với giá mềm nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích ngang 7, độ sâu là 7m, thiết kế một trệt một lầu. Với thiết kế là không gian phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ và ba phòng vệ sinh. Hướng nhà là hướng bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch, và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, phía trên có ban công nha quý vị. Đây là mặt tiền này, mặt chính này, một căn nhà rất là đẹp và vô cùng dễ thương luôn nha quý vị ơi. Và con đường trước nhà này, quý chị cùng tham quan con đường trước nhà. Con đường trước nhà là con đường mới đổ nhựa khoảng tầm 2m nha quý vị. Đường cách mặt tiền đường chính, đường lớn khoảng chừng 100m thôi. Rất là sạch sẽ và an ninh. Và hôm nay Hùng sẽ gửi đến quý chị căn nhà với giá bán là 3 tỷ 950 triệu đồng này. Căn nhà này thì có lớp cổng bên ngoài, lớp cổng sắt và một khu vực để chúng ta lên xe máy này. Có cái thềm để lên xe nha quý vị. Bên trong đây sẽ là không gian phòng khách và phòng bếp tầng trệt. Nhà ngang 7 sâu 7, hầu như là vuông nha quý vị, rất là đẹp. Phía dưới sàn thì có ốp sàn gỗ và có sofa, cũng như là tủ kệ tivi. Phía trên thì có chạy ảnh trang trí và có tủ giày dép, cũng như là có cầu thang đi lên ở cuối nhà. Bên này là không gian phòng ăn này, với bàn ăn 4 ghế, tủ kệ để trưng bày rượu và có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu của An Cường, rất là đẹp, có đèn led này nha quý vị. Bếp thì có quầy ba, chỗ này chúng ta nấu xong để đồ ăn ra phía quầy ba này, và có bếp âm này, lò ghi sóng, máy hút mùi, bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát, và có cả khu vực thờ ông công ông táo nữa nha quý vị. Ở đây thì gia chủ có tặng kèm máy tủ lạnh Panasonic này, và ở đây thì có vệ sinh ngay ở khu vực để tủ lạnh này, thì có vệ sinh dưới cầu thang, một cái phòng vệ sinh tầng trên rất là rộng, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi, đèn led, và phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Với một căn nhà đẹp ngang 7 sâu 7m, xây kiên cố một trệt một lầu, diện tích công nhận trên sổ là 40m2, và giá bán gia chủ đang chào bán chỉ có 3 tỷ 950 triệu đồng thôi, tặng kèm full nội thất bên trong. Một giá bán quá mềm cho một căn nhà nằm ngay trung tâm quận Gò Vấp, trên trục đường Nguyễn Oanh, sát bên chợ An Nhơn, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị đang tìm những căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh cho con em mình ở đi học, hoặc là cho vợ chồng trẻ, thì đây là một trong những căn nhà rất là đẹp. Bên này thì quý anh chị còn có một cái phòng vệ sinh nữa, cái phòng vệ sinh này sử dụng cho không gian phòng khách này. Chỗ này thì quý anh chị ở đây gia chủ thiết kế chỗ này làm phòng để máy giặt nha quý vị. Thì ở đây chúng ta để máy giặt này, máy giặt thì ở đây thì chúng ta có thể để vừa máy sấy vừa máy giặt được luôn. Đây là cái phòng giặt đồ, không nhầm là cái phòng vệ sinh nha, đây là cái phòng giặt đồ nha quý vị. Và đây là không gian dưới tầng trệt, Hùng quay mọi người xem một lần nữa. Và trước khi lên lầu này, lên lầu thì có cầu thang với tay vịn của cam xe, lan can bằng sắt và mặt đá hoa cương. Đây là không gian cầu thang đi lên, cầu thang rất là đẹp và khá là gọn gàng. Trên lầu thì sẽ có hai phòng ngủ full nội thất rất là đẹp và cao cấp nha quý vị. Đều mỗi phòng đều có vệ sinh trong. Phòng ngủ đều có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính với giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, máy lạnh, tủ áo và có cả vệ sinh trong. Đây là khu vực phòng ngủ này. Phòng ngủ thì gia chủ thiết kế vừa làm việc này, vừa học bài này, rồi vừa trang điểm và có cả tủ áo bên trong. Và cũng đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn led này quý vị. Gương soi này có đèn led nha. Và vòi tắm hoa sen cũng như là bồn cầu. Nhà thì đi sẵn hệ thống nước nóng, năng lượng mặt trời, có sẵn hết luôn. Sổ hồng riêng, công chứng mua bán nhanh gọn trong ngày. Và giá bán cho chủ đang chào bán giá rất là mềm, 3 tỷ 950 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Hướng nhà là hướng bắc, phù hợp cho quý anh chị chúng ta phong thủy là đông tứ trạch, và khu vực cầu thang có cả cửa sổ ra khu vực phía sau nữa. Khi ở nhà thì chúng ta có thể mở cửa sổ ra nhé. Và đây là cái phòng ngủ số 2, phòng ngủ lớn này. Sẽ có một phòng lớn, cái phòng này là phòng master nha quý vị. Thì phòng này thì có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi. Một căn nhà quá đẹp nha quý vị ơi, và giá bán đang tương đối mềm cho quý anh chị muốn mua nhà nhỏ cho con em ở đi học, hay là mua cho cặp vợ chồng trẻ ít tiền, nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, trung tâm quận Gò Vấp, sát bên chợ An Nhơn, rất là gần với Lotte Mart quận Gò Vấp và khu dân cư Cityland. Và với giá bán chỉ có hơn 3 tỷ như thế này. Bên ngoài này có ban công, có trồng cây xanh và có cửa sổ đi ra nha quý vị. Như vậy là căn nhà này rất là đẹp, sàn thì ốp gỗ, tủ áo thì rất là rộng, và có cả tủ kệ tivi và có vệ sinh trong, cũng như là khu vực giặt đồ, phơi đồ.
khu vực vệ sinh của cái phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 2 thì quý anh chị thấy cũng có lavabo rửa mặt, đèn led, gương soi và vòi tắm hoa sen cây, kết hợp với cửa sổ ra khu vực phía sau thoát mùi cho vệ sinh và bồn cầu. Cửa phòng vệ sinh sử dụng cửa nhôm xin pha. Như vậy là quý anh chị vừa xem xong một căn nhà giá quá mềm nằm trên trục đường ngay chợ An Nhơn và Nguyễn Oanh, phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà mới với diện tích ngang 7 sâu 7 và diện tích công nhận số là 40m² và giá bán là 3.950.000.000 tặng kèm full nội thất khi mua. Hãy gọi cho anh Hùng để được hỗ trợ vay ngân hàng, hỗ trợ mua bán với giá tốt và hỗ trợ pháp lý khi mua nhà. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ta ở những video tiếp theo.